quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Nguyễn Mạnh Huy, địa điểm là tại Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Đây là công trình mà gia đình nhà anh Huy đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Thì sau khi xong hồ sơ thiết kế thì gia đình anh rất là ưng ý, thì hiện tại chúng tôi đang trao đổi thêm về cái đơn giá vật tư vật liệu để trong tuần tới thì chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng thi công trọn gói công trình này. Thì trước khi đi vào trong tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế thi công trọn gói hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mark Home đã có 9 chi nhánh trên toàn quốc với hơn 100 nhân sự. Các bạn nào yêu thích kênh chúng tôi nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ và nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới hàng ngày, những kinh nghiệm chia sẻ thi công thực tế và những đơn giá vật liệu mới nhất hiện nay. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công trọn gói nó đang là một trong những cái xu thế tất yếu của thời đại. Khi mà xã hội ngày một phát triển, khi mà đất nước ngày một đổi mới thì chúng ta sẽ sử dụng các cái dịch vụ hay là có nhu cầu làm đẹp nó cao hơn, nó lớn hơn. Bạn nào muốn xem lại video hay mọi nhà đẹp, các bạn có thể truy cập vào trong website Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói .com, viết liền không dấu. Thì trên này Mark Home đang chạy rất nhiều chương trình, đặc biệt là một số những cái chương trình mới, như thế ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020 thì chúng tôi sẽ ra mắt dòng thẻ Mark ID. Đây là một trong những cái dòng thẻ lưu cái mã số duy nhất của khách hàng. Đây là những khách hàng mà nằm trong những khách hàng thân thiết của Mark Home. Thế nên là khi mà các bạn sở hữu được cái thẻ Mark ID này thì chúng ta sẽ được giảm giá rất nhiều trong những cái công việc kết hợp lần sau. Ví dụ như các bạn giới thiệu cho anh em bạn bè, các bạn giống như một cái thẻ giảm giá ấy. Nhưng mà nó còn lớn hơn cái công năng của một cái thẻ giảm giá, đấy chính là chúng ta được cái chế độ chăm sóc khách hàng nó tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì hiện tại Mark Home đang là đơn vị duy nhất có thể hỗ trợ vay vốn ngân hàng trên toàn quốc. Cái nhu cầu làm nhà, xây dựng, chọn gói bây giờ nó dễ dàng hơn rất nhiều. Chúng ta không cần phải có nhiều tiền, chúng ta không cần phải có đủ tiền, chúng ta vẫn làm được những ngôi nhà đẹp như trong mơ. Đấy là cái mà Mark Home đã làm được, hiện tại các đơn vị khác người ta chưa thể làm được cái này. Ngoài ra thì Mark Home hiện tại đang mở rộng thêm các chi nhánh, đại lý, các nhà phân phối trên khắp toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu muốn trở thành chi nhánh hay là đại lý của Mark Home, các bạn cứ liên hệ qua số hotline chúng tôi để được hướng dẫn, để được đào tạo hay là để được trở thành một trong những người đồng hành sát cánh cùng với lại chuỗi hệ thống thương hiệu của Mark Home. Quay trở lại mẫu nhóm này, các bạn thấy rằng đây là một công trình mang đặc điểm là mang rất là dễ nhận diện cái phong cách của Mark Home, đấy chính là nó hơi đơn giản một chút, hiện đại và nó tinh tế. Chúng tôi không tập trung vào những cái chi tiết nó quá cầu kỳ hay là những cái thiết kế nó đã lỗi thời rồi. Ví dụ như chúng ta mà đắp nhiều gờ phào chỉ quá, chúng ta làm nhiều hoa văn quá thì tự nhiên công trình của chúng ta nó trở nên nó kịch cỡm. Hai là gì ạ? Cái màu sắc là cái quan trọng. Trong cái thiết kế có hai cái mà các bạn phải để ý. Thứ nhất là về cái hình khối, cái thứ hai là về cái phối màu. Rất nhiều công trình mà chúng ta thấy hình khối của chúng ta rất là đẹp rồi, nhưng mà tuy nhiên khi mà đến cái lúc phối màu chúng ta lại phối nó sai quy tắc, tức là xanh đỏ tím vàng nó khác nhau. Thế nên là cái việc phối màu nó cực kỳ quan trọng. Đây là phần mặt đứng trước của công trình. Thì thoạt nhìn qua chúng ta thấy rằng là phần cửa chính chúng ta đang thiết kế là cửa gỗ lim. Nếu các bạn có thể sử dụng cửa gỗ lim Nam Phi cũng được, còn lại trong khu vực miền Tây, miền Nam là các bạn có thể sử dụng gỗ căm xe của Lào, gỗ đỏ, gỗ hương, nói chung chúng ta có rất nhiều các dòng gỗ quý để chúng ta làm. Toàn bộ phần cửa đi và phần cửa sổ chúng tôi đang sử dụng cửa nhôm hệ sinh pha hoặc là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngày nay thì người ta làm cửa nhôm hệ nhiều hơn là làm cửa gỗ. Đối với lại cách đây tầm cửa khoảng 10 năm thì các bạn thấy rằng những cái phần cửa gỗ chúng ta được ưa chuộng, nhưng mà tuy nhiên đối với lại thời đại ngày nay thì người ta sử dụng cửa nhôm nó nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cái khí hậu Việt Nam ấy, nếu mà trong những cái mùa nắng hay là mùa mưa khắc nghiệt ấy, thì các bạn thấy rằng cái cửa của chúng ta nó không thể chịu được, bởi vì cái tấm chúng ta nó đã chia bé ra rồi. Thì cho dù chúng ta có xử lý cong vênh, xử lý mộng tốt như thế nào thì nó vẫn bị co ngót, bởi vì bản chất nó là dòng gỗ tự nhiên, nó không phải là những cái dòng gỗ cấu thành từ công nghiệp. Đây là một góc nhìn từ trên mái xuống. Thì trên mái các bạn thấy chúng ta có một khu vực sân chơi có kết hợp mái kính rất là đẹp ở trên tầng 2. Và ngoài ra phía sau thì chúng ta có khu vực tét nước và thái dương năng đặt ở vị trí ở phía trên nóc mái.
À, những hệ công trình mái Nhật như thế này nó có rất nhiều những cái ưu điểm. Nếu như là một tầng thì các bạn nên lựa chọn hệ mái Thái, bởi vì sao? Bởi vì cái tỷ lệ phần mái nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Nhưng các bạn làm từ 2 tầng trở lên, tôi khuyên các bạn nên làm mái Nhật. Thứ nhất là nó tiết kiệm chi phí cho mình, thứ hai là cái thi công của nó nhanh hơn, và cái thứ ba là độ bền của nó như nhau. Thế nên là các bạn hãy lựa chọn cái lợi ích cũng như cái phong cách của mình để ông ta chọn cái phương án thiết kế. Đây là một góc nhìn từ phía sau công trình. À, phía sau rồi chúng ta có khu vực tum, ở đây thì chúng ta đã làm cái chuồng cọp để chống trộm rồi. À, đây là góc nhìn từ phía bên tay trái qua. À, nhìn từ phía bên tay trái qua thì chúng ta thấy rằng công trình của chúng ta nó khá là đẹp. À, tỷ lệ hình khối nó phù hợp. À, nếu như là tôi hoặc là các bạn, nếu mà các bạn lựa chọn mẫu này thì các bạn nên thiết kế thêm một cái chuồng chim ở khu vực này, bởi vì các bạn hình dung là với một cái diện mái của chúng ta nó đang bị dài quá, nó dài quá nên các bạn cần phải ngắt nhịp một cái chuồng chim ở đây, thì tự nhiên công trình của chúng ta, cái phần hệ mái chúng ta nó trở nên đồ sộ, nó trở nên đẹp hơn rất nhiều. Cái này thì chúng tôi sẽ tư vấn cho anh Huy khi mà vào thực tế. Đây các bạn chỉ cần thêm một cái chuồng chim vào đây thôi, để thứ nhất thêm một cái đấy nó có cái ứng dụng rất là tốt, hoặc là các bạn có thể làm thêm cái ống khói, nhưng mà ống khói thì thường chúng ta chỉ làm trong những công trình một tầng thôi, còn 2 tầng là chủ yếu chúng ta làm thêm cái chuồng chim để nó ngắt nhịp mái. Khi nào chúng ta cần ngắt nhịp? Khi mà những cái diện mái của chúng ta nó chạy dài. Đấy, nó chạy dài quá, còn lại phía trước chúng ta đã ngắt nhịp rồi, tức là chúng ta ngắt nhịp bởi mái chính, mái phụ. À, những cái phần trang trí như này thì các bạn không cần phải thiết kế nó nằm ở phía trước, nhưng mà phía bên hông này, nếu như các bạn muốn đẹp hơn thì chúng ta làm thêm một cái chuồng chim ở đây, thì tôi đảm bảo các bạn rất rất là đẹp và đồ sộ. À, đây là anh Huy, đây là anh Huy, còn đây là chị nhà anh Huy. Thì đội ngũ kỹ thuật của Bác Home đã đang tư vấn với lại khách hàng và đang ký kết hợp đồng. Đấy, như các bạn thấy đây, đối với lại những khách hàng của chúng tôi, khi mà đã làm việc với Mac Home thì luôn luôn hài lòng từ cái cách chăm sóc khách hàng, từ cái cách khâu sau này, kể cả khách hàng không thi công trọn gói bên Mac Home mà thi công với đơn vị khác thì chúng tôi vẫn hỗ trợ khách hàng giám sát hay là kiểm tra xem cái sản phẩm của chúng tôi nó thợ đã làm đúng hay chưa. Đấy, cái đấy là cái mà khách hàng rất là hài lòng khi mà làm việc đối với Mac Home. Cái chính sách ưu đãi của Mac Home rất là tốt. Còn đây là kích thước khu đất, chúng tôi quay bằng flycam. Thì trên khu đất này các bạn thấy sơ bộ qua là chúng ta có khu trục đường quy hoạch rất là lớn, cũng trục đường quy hoạch rất là đẹp, và một chiều là 16 m và một chiều là 20 m. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua các bộ hồ sơ, xem qua chi tiết công trình này, đó là bao nhiêu kích thước, bao nhiêu mét vuông và chi phí để xây dựng công trình này hết bao nhiêu tiền. Trước hết thì các bạn xem qua cái phần hồ sơ kỹ thuật kiến trúc công trình. Trước khi vào chi tiết thì các bạn để ý rằng là chúng tôi luôn thiết kế đầy đủ các bộ hồ sơ. Các bạn làm, các bạn hãy yêu cầu những đơn vị khác người ta làm cũng phải đầy đủ. Nếu như các bạn làm việc, thứ nhất là các bạn phải cần hồ sơ về kiến trúc, tức là toàn bộ cái phần về bóc tách cửa, bóc tách phào chỉ, rồi những cái phần trang trí hay là phần công năng là nó sẽ nằm hết trong cái phần hồ sơ thiết kế kiến trúc này. Cái thứ hai là phần hồ sơ kết cấu. Kết cấu là nó sẽ liên quan đến phần chịu lực, phần móng, phần sắt thép. Thứ ba là điện nước. Điện nước sẽ liên quan đến cái hệ thống cấp thoát nước hay là vận hành của những cái lỗ điện, đường điện. Và cái thứ tư là cái dự toán, cái này rất là quan trọng. Thường là nhiều đơn vị người ta sẽ ăn bớt rất nhiều cái khối lượng, nhưng các bạn đã xem cái video của Mac Home, các bạn sẽ thấy rằng là chúng tôi thiết kế rất là đầy đủ, chi tiết và dễ hiểu cho khách hàng. Chúng ta xem qua cái phần mặt bằng tổng thể công trình. Trên cái phần mặt bằng tổng thể thì chúng ta có 2 lối tiếp cận, một lối là đường lớn và một lối là ngõ nhỏ. Với khuôn viên khu đất một chiều là 20 m và một chiều là 16 m. Đấy, thì chúng tôi sẽ bố trí công trình nó nằm ở ngay phía cuối của khu đất. Trừ lại phía trước chúng ta sẽ làm lối vào gara ô tô, còn lại một bên chúng ta sẽ làm cây xanh, hoặc là sau này anh Huy có thể kết hợp thêm với lại hồ bơi. Việc thiết kế hồ bơi trong ngôi nhà nó rất là tiện lợi. Ngày nay thì chúng ta không cần phải đi resort, chúng ta có thể vui chơi cùng với lại con cái ở hồ bơi ở trong ngôi nhà của chúng ta. Đây là về cái phần mặt bằng chi tiết công năng tầng 1. Với mặt bằng công năng tầng 1 thì các bạn thấy rằng là một chiều chúng ta là 10 m này, và một chiều chúng ta là 9 m. Như vậy là kích thước của chúng ta nó dao động ở 90 m², chưa tính sảnh chính và sảnh phụ. Đấy, chưa cộng thêm cái phần sảnh này. Chưa cộng thêm phần sảnh này vào. Nếu mà cộng vào thì chúng ta sẽ rơi vào tầm 120 m². Chúng ta cùng nhau xem qua cái công năng của ngôi nhà này sẽ như thế nào.
Công trình này chúng tôi thiết kế với hai lối tiếp cận, một lối từ sảnh chính và một lối từ sảnh phụ. Nguyên tắc thiết kế sảnh thì bao giờ sảnh chính cũng phải lớn hơn sảnh phụ. Đúng rồi, chính xác rồi. Cái thứ hai là chúng ta không bao giờ được thiết kế đồng trục xuyên tâm, tức có nghĩa là gì ạ? Team của sảnh chính không bao giờ được thẳng trục với team sảnh phụ. Người ta quan niệm đấy là gì? Nếu như chúng ta làm như vậy thì tiền tài kiếm ra mang vào từ sảnh chính cửa trước sẽ đi ra phần cửa sau. Đấy là một trong những cái nguyên tắc bất di bất dịch. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Trong cái thiết kế mặt bằng, các bạn nên đặt một cái la bàn phong thủy vào. Các bạn đã xác định vị trí nào nó là cung đen, vị trí nào là cung đỏ. Với những vị trí cung đen, cung xấu thì các bạn sẽ ưu tiên cho nó là nhà vệ sinh, kho, hành lang, những cái không quan trọng. Còn nếu như nó là cung đỏ thì các bạn sẽ lưu ý cho tôi để chúng ta lựa chọn về cửa chính. Cửa chính là quan trọng hàng đầu, rồi ban thờ, rồi bếp. Đấy, những cái quan trọng ở đấy. Bước vào từ sảnh chính, các bạn sẽ đi vào bên trong và gặp ngay khu vực phòng khách cộng với bếp rộng gần 40 m². Ngăn cách giữa phòng khách và bếp là một cái hệ vách lam. Vách lam này các bạn có thể xây bằng gạch, các bạn có thể thiết kế bằng gỗ, hoặc là các bạn có thể sử dụng những cái chất liệu inox hay là đồng mạ vàng. Nói chung là rất nhiều những cái phong cách hay là những cái vật liệu ngày nay chúng ta có thể có. Công trình này có một phòng ngủ dành cho ông bà ở dưới tầng 1. Đấy, các bạn để ý là như vậy. Ngoài ra dưới tầng 1 thì chúng ta có một phòng thờ cũng tương đối là lớn với kích thước là 12 m². Chúng ta có hai khu vực vệ sinh, một khu chuyên dùng để tắm, để rửa mặt và một khu để chuyên dùng để đi vệ sinh. Đây, cái thiết kế tách riêng cái này nó rất là tiện lợi, các bạn này nên làm. Nên làm bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta có người đi vệ sinh thì chúng ta vẫn sử dụng được tắm hay là đánh răng rửa mặt. Nó tiện lợi ở vị trí đấy. Lên trên tầng 2. Trên tầng 2 thì chúng ta có bố trí gồm 3 phòng ngủ, thì trong đấy có một khu vực sân chơi như tôi đã nói ở trong cái thiết kế 3D đấy. Ngoài ra thì chúng ta có một khu vực nhà vệ sinh lớn, một khu vực phòng giặt ở phía sau, hay còn gọi là cái chỗ vị trí chuồng cọp đấy. Chúng ta có thể kết hợp với phơi phóng đồ, giặt. Như vậy bố trí công năng như thế này là phù hợp rồi. Tương tự đối với là các mặt đứng và mặt cắt công trình. Ở trên cái phần mặt đứng, nếu bạn thấy rằng là chúng ta có một chiều cao thông thủy ở dưới tầng 1 đang là 39, chiều cao ở tầng 2 là 36, và kích thước từ đỉnh mái đến cốt 00 là 10 m 79, hay còn nó gần 11 m. Thì bố trí như thế này là phù hợp rồi. Vì sao chúng ta lại luôn lựa chọn những con số như 3 m 9, 3 m 6 hay là 3 m 3? Thì các bạn biết rồi, cái nguyên tắc là gì ạ? Chúng ta lựa chọn đấy là những con số đẹp, những con số chia hết cho 3, và nó những con số đấy nó liên quan đến tỷ lệ nội thất rất là tốt. Nếu như các bạn không để ý đến cái tỷ lệ nội thất này thì sau này chúng ta bố trí nó sẽ bị kịch cỡm, nó sẽ bị sai rất là nhiều, từ kích thước bậc thang, từ kích thước tủ bếp, từ kích thước các cái phần tủ kịch trần, đều liên quan mật thiết đến những con số này. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại và mặt cắt công trình. Thì trên cái phần mặt cắt này nó quan trọng, vì sao tôi phải nhấn mạnh? Bởi vì là có những vị trí chúng ta phải hạ cốt sàn, có những vị trí chúng ta phải nâng cốt sàn, đặc biệt là những vị trí như thể là ban công, như thể là nhà vệ sinh. Vì sao vậy? Bởi vì khi mà nước mưa chảy vào trong ban công, chúng ta không đánh dốc, chúng ta không hạ cốt sàn thì nước nó sẽ chảy vào trong nhà. Thế nên các bạn phải để ý một chút cái này. Rất nhiều thợ đã vướng phải bởi vì nó là cái lỗi cơ bản, nhưng mà nhiều người lại vướng bởi vì chưa có kinh nghiệm làm nhiều công trình. Hai nữa là cái cốt cho nhà vệ sinh chúng ta không hạ thấp thì chúng ta sẽ không đánh dốc được. Tương tự đối với lại một cái phần nữa không thể thiếu, đấy chính là cái kích thước lỗ ban. Kích thước lỗ ban nó liên quan đến tài lộc, nó liên quan đến vận mệnh của gia chủ. Thế nên là chúng tôi phải hướng dẫn các bạn, tư vấn các bạn hãy nên lựa chọn. Còn lại cách xem, nếu các bạn xem trong cái mục là mặt bằng bố trí định vị cửa thì trên này chúng ta có những cái ký hiệu ký tự, ví dụ như D1, D2, DW, S1, S2, SW. Với cái dòng D thì nó luôn là ký tự của phần cửa đi. Thì trên này nó có những thông số, ví dụ như kích thước này 11680 nhân 2700 cộng cốt 0.00. Cái này chính là cái kích thước chiều dài và chiều rộng phụ bì và cái gì ạ? Cái vị trí mà chúng ta làm cửa bắt đầu từ tính ở cốt ở đâu. Với những dòng cửa sổ thì cốt chúng ta sẽ tính nó rơi vào tầm cả 800 trở lên hoặc là 750. Còn đối với những dòng cửa đi thì chúng ta sẽ tính nó từ cốt sàn là cốt 00.
Thì trong này chúng tôi đã bóc tách ra chi tiết các phần cửa đi, những phần cửa chính và những phần cửa sổ. Thì các bạn kiểm tra bằng cách này, chúng ta vào trong website, các bạn vào trong mục thước lộ ban, các bạn nhập vào trong này, ví dụ như 1600. Lưu ý cách xem là các bạn phải trừ đi phần khuôn bao, tức là phần bên ngoài, trừ đi những cái phần cố định mà các bạn chỉ tính ở những phần bên trong thôi. Đấy, thì nó rơi vào cái cung tác quan, cung này nó nằm trong khoảng quý nhân, khoảng này rất là tốt. Cứ khoảng đỏ là khoảng tốt, còn khoảng đen là khoảng xấu. Thì trong cái thước lộ ban ấy, nó chia ra làm ba cái mà chúng ta phải tra cứu. Thứ nhất là về thước lộ ban 52.2 là cái thanh đầu này, nó chỉ chuyên đo về cửa đi, cửa sổ. Thứ hai là thước lộ ban chuyên đo về bếp, bệ bậc, người ta gọi là thước dương trạch. Còn thứ ba là thước âm phần, là chuyên đo về mồ mả, bàn thờ, tủ thờ. Thì khi mà tra cứu trên này, các bạn sẽ có những cái thông số ý nghĩa nó sẽ chạy ở dưới đây. Đấy, cái này là một trong những cái tính năng rất là hay và rất là tốt khi mà Mark Home đã tích hợp vào trong cái website của chúng tôi. Hồ sơ thứ hai đấy chính là phần kết cấu công trình. Kết cấu công trình thì các bạn biết rồi, nó quan trọng nhất là phần móng. Phần móng mà các bạn đã làm sai thì toàn bộ công trình ở phía trên sẽ vứt hết. Thế nên là lựa chọn loại móng và lựa chọn biện pháp thi công móng, nó là một trong những cái quan trọng hàng đầu. Công trình này thì làm trên nền đất liền thổ, đất cứng. Thế nên là chúng tôi lựa chọn hệ móng đơn để chi phí của chúng ta nó tiết kiệm. Hệ móng đơn thì nó sẽ chịu tải trọng được những công trình từ 2 đến 3 tầng trở lên, với cái điều kiện là chúng ta sẽ xây dựng trên nền đất liền thổ, nền đất đá, đất đồi lâu năm. Tương tự đối với lại những cái phần về thân, về mái thì tôi không giải thích quá nhiều. Hồ sơ thứ ba là phần điện nước. Điện nước công trình nó liên quan đến cái hồ sơ kỹ thuật thi công của phần điện và phần nước. Để mà làm được tốt thì các bạn nên chia lộ nó ra. Tức là một công tắc là chúng ta sẽ chia ra các không gian, ví dụ không gian phòng khách, không gian phòng bếp. Để mà khi phòng bếp có xảy ra các hiện tượng như chập cháy, quá tải thì phòng khách chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì. Chứ nhiều người ngày xưa chúng ta hay làm là chúng ta sẽ có một cái cầu chì. Đấy, cầu chì thì bằng đồng đấy. Tôi nhớ là trong tất cả một ngôi nhà thì chúng ta thường đấu ở trong cái cầu chì đấy và một cái cầu dao. Nhưng mà đối với lại ngày nay thì chúng ta không làm cầu chì và cầu dao nữa, mà nó thay bằng những cái át, cái át điện, át tổng, rồi át nhánh, và những cái công tắc nó rất là hiện đại, nó khác so với ngày xưa rất nhiều. Và hồ sơ thứ ba đấy chính là phần dự toán công trình. Công trình này dự toán với tổng mức đầu tư là 918 triệu 122 nghìn đồng. Dĩ nhiên đây là cái phần dự toán là chủ nhà thi công. Còn đối với lại khi mà thi công trọn gói thì chúng ta sẽ phải cộng thêm cái phần như thể là chi phí giám sát này, chi phí bảo hành bảo trì sau này này, hay là chi phí về hao hụt vật tư vật liệu. Đấy, các bạn để ý một chút. Bởi vì sao chúng ta phải có? Bởi vì là đối với lại chúng tôi thì chúng tôi bảo hành miễn phí 5 năm. Thế nên là những cái chi phí ví dụ đi lại thay thế mới thì chúng tôi sẽ tính vào đấy. Dĩ nhiên nó không quá nhiều, nhưng mà nó sẽ là phần bảo hành, bảo vệ khách hàng ở sau này rất là tốt. Trong này chúng ta có 7 phần. Phần thứ nhất là cái dự toán chi tiết công trình. Phần thứ hai là cái chi phí nhân công xây dựng tại khu vực Vĩnh Phúc, thì đơn giá của nó có trên thị trường tầm 1 triệu 1 đến 1 triệu 2. Nhưng tuy nhiên đối với lại những đội thợ công ty, đội thợ tay nghề cao chuyên nghiệp làm nhanh và làm không nghỉ giữa chừng thì đơn giá nó sẽ dao động ở tầm 1 triệu 3 trên 1 mét vuông sàn. Các bạn lưu ý nhé, nếu như chúng ta thi công đối với lại những thợ ở quê thì thường người ta làm rất là chậm. Thứ hai là người ta kéo dài từ năm này qua năm khác, nhưng mà khi các bạn đã thuê công ty rồi thì một đội ngũ thợ phụ trách công trình, người ta sẽ chuyển đến làm lán trại, người ta sẽ tự nấu nướng ăn uống và tự thi công ở công trình. Người ta có thể làm ngày làm đêm làm liên tục, thế nên là đơn giá nó sẽ cao hơn. Và khi đơn giá cao hơn rồi, các bạn biết rằng là chúng ta sẽ đổi được lại cái chất lượng, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái thứ ba là chi phí nhân công phần mái. Nhân công phần mái đây chính là lợp vỉ kèo hay là dán ngói, thì chúng tôi đang tính là 190.000 trên một mét vuông. Thứ tư là chi phí vật tư phần mái, như thể là sắt, như thể là ngói, như thể là ngói bò, ngói vỉa. Thứ năm là chi phí xây dựng hoàn thiện. Thứ sáu là chi phí vật tư điện nước. Thứ bảy là chi phí nhân công điện nước. Đấy, như các bạn thấy đây. Thì trong cái phần báo giá dự toán của Bác Hôm ấy, chúng tôi khác so với những đơn vị khác rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi bóc tách ra nó rất là chi tiết, và chủ nhà sẽ biết là trong công trình của mình hết bao nhiêu thép, cấu kiện ở những vị trí nào, hết bao nhiêu gạch, bao nhiêu xi. Thế nên là chúng ta đừng nên bóc theo kiểu vo. Nếu như các bạn bóc vo 3 triệu rồi 4 triệu rồi 5 triệu một mét vuông, sau này sai hết. Bởi vì các bạn hình dung là gì ạ? Với cái mét vuông đấy, nhưng tuy nhiên ở trên cái diện tường chúng ta, cái chi phí về phần cửa kính nó khác hoàn toàn với chi phí về xây tường. Đấy, chi phí về các vật liệu nó khác nhau. Thế nên là vì sao chúng ta phải bóc kỹ như thế này để nó mới tránh nó phát sinh.
Rất nhiều người thường hay làm tù mù là chúng ta có 1 tỷ đồng chúng ta nghe thôi thợ làm. Thế nên là chúng ta cứ đinh ninh là 1 tỷ đồng, những lúc xây dựng xong nó lại lên 1 tỷ 5 hay là 2 tỷ. Đấy chính là do chúng ta không có bạn bóc tách chi tiết như thế này. Và khi các bạn đã bóc tách chi tiết như thế này, các bạn luôn yên tâm là gì ạ? Là không ai lấy được cái gì hay là không thất thoát bất kỳ cái vật tư vật liệu nào. Và sau này các bạn hiệu chỉnh cũng rất là dễ. Ví dụ như các bạn muốn thay thế gạch 800 x 800 lên gạch 1m x 1m rất là dễ, chúng ta sẽ quản lý được chi phí đấy. Đấy, chúng ta quản lý được chi phí đấy rất là tốt. Các bạn thấy đây. Cái bóc tách của Mark Home chúng tôi rất chi tiết và rõ ràng. Từng cái van, từng cái ốc, từng cái phao điện, từng cái ống là có hết trong này. Đấy. Thế nên là cái cách làm việc của chúng tôi nó cởi mở hơn rất là nhiều, nó thoải mái cho khách hàng. Khách hàng không ưng thì có thể cung cấp cái phần đấy chúng tôi làm nhân công thoải mái, không vấn đề gì. Còn lại cái đơn giá này là chúng tôi minh bạch ngay từ ban đầu. Đấy, ngay từ ban đầu các bạn có thể khảo sát qua đơn giá tại khu vực của mình là bao nhiêu, các bạn biết ngay. Và chúng tôi cam kết là gì, đơn giá chúng tôi đang là thấp nhất rồi. Đấy, luôn luôn ưu tiên khách hàng lên hàng đầu, luôn luôn phải trăn trở suy nghĩ làm sao để xây cho khách hàng một công trình nó vừa đẹp mà chi phí nó lại vừa rẻ vừa thấp. Video ngày hôm nay thì chúng tôi xin dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nói thật là bất kỳ video nào tôi cũng rất muốn tâm sự với quý khách hàng, với những người đang theo dõi kênh của chúng tôi rất nhiều. Muốn nói hết mọi thứ, mọi vấn đề, mọi khó khăn trăn trở của quý khách hàng. Nhưng thời lượng chương trình của chúng ta nó cũng không được nhiều. Các bạn xem qua các video của tôi thì các bạn thấy thời lượng thường rất là dài. Bởi vì tôi muốn tâm sự, muốn trao đổi, muốn hỗ trợ khách hàng được nhiều hơn nữa. Hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới làm việc vui vẻ với người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.